Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc được biết về cái mẫu sản phẩm, đó là trường kỷ cổ đồ đại. Đây cũng là mẫu trường kỷ của người Huế hay dùng mà bây giờ đã được nhân rộng ra toàn quốc. Và đây cũng là một đơn đặt hàng đến từ khách hàng Quảng Ninh, đó là anh Sơn, anh ở Hạ Long, Quảng Ninh. Anh đã đặt hàng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Thì hôm nay chúng tôi mới xong mộc và đưa về quy trình hoàn thiện. Thì trước khi đi vào hoàn thiện, chúng tôi sẽ quay lại cái video phần mộc một lượt cho quý khách hàng được biết cũng như là gia đình anh Sơn. Thì về thông số kích thước của chiếc ghế dài, anh đã đặt chúng tôi là hàng đại, làm dài 2m20. Chiều sâu là 61 và chiều cao là 1m30, chân là chân 12. Và đã được điêu khắc tích cổ đồ tứ bình và xen kẽ là ngũ phúc kim tiền, tức là rơi rơi ngậm đồng tiền. Và cái nét tinh hoa của bộ bàn ghế trường kỷ Huế này, nó là phối kết hợp giữa bộ bàn ghế móc mỏ và trường kỷ. Nó đã tạo nên bộ trường kỷ Huế và xen kẽ là có các cái song tiện như trên màn hình các bạn đang xem đây. Thì quý khách có nhu cầu về làm trường kỷ Huế hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Anh đã gửi mẫu qua Gmail và liên lạc qua Zalo 0986 883349 để đặt hàng. Thì trước khi bàn giao, chúng tôi sẽ quay mộc lại một lượt. Và khuôn tranh chúng tôi làm dày 4 phân, ván chúng tôi làm dày 2 phân theo như yêu cầu đặt hàng của anh. Bộ này có thể nói là bộ hàng đại, dài 2m2. Và hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều cơ sở làm hàng chỉ có 2m nhưng vẫn quảng cáo là hàng cỡ đại. Cỡ đại thường thì chúng tôi tính từ 2m2 đến 2m4. Còn hàng 2m trở xuống là chúng tôi chỉ gọi là hàng cỡ trung. Quý khách lưu ý. Đặc biệt là quý khách lưu ý là xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Bộ bàn ghế này nó có nét đặc trưng riêng nữa, đó là chúng tôi đục chạm 4 mặt. Mặt sau như mặt trước. Đây quý vị xem. Phần yếm chúng tôi làm dày 3 phân, chạm ngũ phúc kim tiền. Và phần vách tựa thì chúng tôi làm dày 3 phân, chạm tứ bình, có các cái lư hương xen kẽ. Và theo như yêu cầu của anh là chúng tôi làm phần nền chứ không lộng thủng các cái phần vách. Thì trên thị trường cũng có rất nhiều các cái mẫu mã để quý khách tham khảo. Tôi xin nhắc lại chiếc ghế dài có kích thước là dài 2m2, sâu 61 và cao 1m30. Và cùng đến chiếc đôn cao thì chúng tôi làm với kích thước là chiều dài 60, chiều rộng 40 và chiều cao là 70. Bộ này là bộ gồm có 4 món, 2 ghế dài, một bàn và một đôn cao. Bàn to thì chúng tôi làm kích thước là dài 1m30, chiều rộng 60 và chiều cao cũng là 70. Chân là chân 12. Toàn bộ được đục tay thủ công. Và sau đó chúng tôi lộng thủng các cái phần yếm. Và phần vách này thì chúng tôi để nền trơn. Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm về cái mẫu trường kỷ Huế cổ đồ đại này. Trường kỷ Huế thì nó có nhiều cái dạng mẫu như ngũ lân vần cầu, hay là tích tam quốc, hay là tích đồng quê. Và còn một mẫu trường kỷ nữa là trường kỷ ngũ phúc, trường kỷ phổ thông. Các bạn đang xem đây là hai chiếc ghế dài. Chúng tôi đang chuẩn bị đi vào quá trình hoàn thiện. Và cái gỗ hương đỏ ba đúc này thì nó khác với cái dòng gỗ hương đá. Gỗ hương đá thì giá thành của nó đắt hơn.
Quý khách lưu ý, toàn bộ phần chân, phần yếm là chúng tôi đục bốn xung quanh. Mộng ngoài rất là bén. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị xem. Lưu ý cho quý khách, khi quý khách mua hàng nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi. Và quý khách có thắc mắc về các cái sản phẩm đồ gỗ thì quý khách hãy bình luận phía dưới. Chúng tôi sẽ ghim tất cả các cái link video đồ gỗ, đồ thờ cúng, đồ gỗ phòng khách ở cuối video để cho quý khách tham khảo. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa toàn cảnh chiếc ghế dài trong bộ bàn ghế trường kỷ Huế cổ đồ đại. Những bộ ghế như này thường hay xuất hiện ở trong cung đình Huế cũng như là người Huế hay dùng hơn, người miền Bắc. Và đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Quảng Ninh. Chúng tôi nhận đặt hàng online 24 trên 24, quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về cơ sở. Quý khách có thời gian thì quý khách hãy về cơ sở để đặt trực tiếp. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các cái video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Chúng tôi sẽ đăng tải các cái sản phẩm đồ gỗ mới lên để quý khách tiện theo dõi. Quý khách hãy nhấn vào nút chuông thông báo. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý khách đã xem video và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.